xe đó bạn nha. Mình mới mua đồ ăn sáng rồi. Mới là bánh bánh pizza. Mời các bạn ăn, mình đã mình ăn rồi mình luôn mở. Xin lỗi chú nha. Ngon. Lâu giấy cái cái này người ta bán ở Sài Gòn các bạn. Cái này là tôi gì mình cũng không biết, ngon lạ luôn, ăn là ngon 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 được.